Hello, xin chào tất cả mọi người lại quay trở lại với kênh Gà Ta Miền Nam. Thì hôm nay thì có bầy Minh Dư 2. Minh Dư 2 chứ không phải 3 đâu mọi người nhá. Người ta nuôi già rồi nên là nó nhìn nó to vậy đó nha mọi người. Con mái thì nó nhỏ, con trống thì nó già rồi nó to nha mọi người. Nay quay chia sẻ cho mọi người nhá. Đẹp mọi người. Minh Dư này tuyệt vời luôn á. Cứng lắm. Dư đá luôn, nhìn lông này. Quay sơ sơ cho mọi người, chia sẻ cho mọi người giá cả thì gà Minh Dư nó xuống nhá. Mình đấy, nhìn con này đã nha. Hôm nay mình đi bắt gà lần thứ hai, hồi trưa thì bận quá mình không có quay, bây giờ thì tối rồi. Mình cũng quay chia sẻ cho mọi người xem. Chúc chúc về mấy cái con gà, bầy gà đẹp đẹp này. Minh Dư này. What the? Gà nòi. Minh Dư 2. Chân đen luôn mọi người, có chân đen luôn này mọi người, đây nè, quan sát nhé, này, chân đen này, đấy, chân đen nhá, con mái nó chân đen, còn sao mình cũng chưa hiểu lắm là tại sao con trống nó toàn là chân vàng không mọi người, mái toàn chân vàng không nhá, đấy, mái này, mái mình dư chân đen rất là nhiều này, đấy, thấy không, nhìn cứng ngon lắm mọi người, mái chân đen này, quá trời vừa đẹp luôn, đấy, có đẹp không mọi người? Mái Minh Dư già ngày chân đen, quá trời quá đất luôn, đẹp như trong tranh luôn. Đấy, thích chưa? Dứt liền, bây giờ mình sẽ đi dứt nha mọi người, dứt liền chứ không chờ đợi nha. Đấy, đẹp lắm. Giờ đi giúp gà sai mọi người ơi, gà sai về cho quán mọi người. Ê, nhìn mấy con này đã này, con này phê này, 0.5 nha, nhìn 0.5 này, úi trời ơi, bật đèn mà 0.5 nhìn nó quải đạn thế chứ, đấy, đã chưa, mấy Minh Dư đấy, Minh Dư 2 đấy, thì cái dòng này nuôi thì nó được ký hơn là Minh Dư 1 mọi người. Ơi mới nhiều con kìa, nhìn nó dã man luôn mọi người, đây nè. Nhìn nó đẹp này. Nó già mọi người ơi. Cái mặt nó già chưa? Đây, nhìn đi. Nhiều người chưa biết lựa gà nhá. Một là cái cánh nó ôm này. Cánh ôm chân khô nhỏ với nị mặt già đỏ. Đấy, nông ôm. Như vậy. Ức đầy, bóp phát là chắc như bóp nó không nũn nhá. Con này này cũng già này mọi người. Bắt cho mọi người coi nhá. À, nhanh thế nhỉ em ơi. Quá em, nhanh quá em, chắc lịch mọi người, chắc lịch luôn á, nhìn này. Chân to đấy, nhiều hôm mình có bắt những cái bầy gà mà miền Tây chân nó y như này luôn đó mọi người, nó chỉ xanh nhợt hơn thôi, chân gà này nó xanh nhợt hơn một xíu đã à, đã không mọi người, quá tuyệt vời luôn mọi người. Hôm nay mới có bầy đẹp này, mình có tranh thủ mình quay, hôm nay mới vào lại cái trại này, hôm nay tranh thủ quay cho mọi người xem đó, con gà trống quá tuyệt vời. Có sát hơn tí nữa coi nào, sát nhân 3 đi, khỏe, rõ nét rồi. Bây giờ tối rồi mọi người, bây giờ đang là tối rồi nha, tranh thủ quay xíu rồi bắt mấy con. Ui này, kinh chưa, ui già chưa mọi người ơi, rất liền rất liền. Có nhiều con nó già đẹp thế nhỉ, ao kinh. Đấy, quay chia sẻ cho mọi người, bây giờ mình đi bắt gà sai ký 8 7 ký 8 nhé, cho khách người ta dặn á, ngon lắm, nhẹ nhiều á, ký 7 ký 8 này chắc là nhiều á, ký 7 ký 8 ký 9, ôi trời, ngủ hết đây này, mà bởi cái này có ký 8 ký 7 nhờ, quá trời ơi, bu vào đây. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những cái video lần sau nhé. Bây giờ Lương sẽ tranh thủ đi bắt mấy con gà sai về để cho người ta làm đám ngày mai chủ nhật mọi người. Cảm ướt. Trời, mắt camera là nhân 6 mà nhìn rõ vãi luôn mọi người. Nhân 6 thôi nha. 2.5 nè mọi người. Buổi tối 2.5 bật đèn nhìn rõ. Đấy, trời rõ vãi nhỉ. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại mọi người nha.